Đây là một bé cái này mọi người này. Cũng là màu đỏ cháy cho mọi người này. Thần kinh căng. Đàn này cái đực thì quá là căng luôn. Nghĩ trời, tụt cái là say nhanh thế. Chất lông rất là sát. Mọi người cứ nuôi những cái dòng con cái mà lông sát như thế này, sau này đẻ con ra lông sát rất là đẹp nhé. Vì bây giờ là người ta thường chuộng cái lầu dòng lông sát này. Chứ ít khi mà ai luôn lông dài lắm. Lông dài thì nó dễ bẩn này. Đấy. Với cả là tắm rửa nó rụng lông thì mình sấy nó sẽ bẩn và hôi hơn nhiều. Cứ lông sát ngắn như thế này rất là sạch chó. Mà nhìn cái cơ thể của nó cực kỳ là thon gọn nhé. Đây Mali mà sát như kiểu chó pitbull luôn này. Con này trường chó nhá mọi người nhá. Cao dài, bụng thắt này. Dáng rất là đẹp để cho các anh mà chọn nuôi sinh sản. Mà màu rất là đẹp. Màu mà cháy sạch màu như này sau này mình cực kỳ là dễ phối giống luôn. Phối màu với con đực ấy. Để cho nó ngồi xuống rồi cho xem mặt này. Nào. Đó thì yếm trắng này. Chắc là lên tai thử thế nào. Đàn này toàn mõm hộp mà. Lên tai nữa này thì mới đẹp. Ngước mặt cao thế. Sao mặt nghệt thế. Ngước lên cao. Đi xe cũng mệt nữa. Đây gầm đen yếm trắng nha mọi người nha. Cũng má lồng bốn chân đen đấy. Nói chung là màu đẹp cho các anh nuôi sinh sản ạ. Rồi.